Ok, như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học khoa học tiếp theo. Angola. Xin chào Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một Angular project có tên là Checklist App. Chúng ta sẽ tiến hành gõ CMD ở thư mục muốn tạo project. Chúng ta sẽ gõ câu lệnh quen thuộc ng new, tên của project của chúng ta sẽ là checklist. Chúng ta sẽ làm kiểu một app như là to do list ấy, dạng checklist. Như vậy là hệ thống đã tạo xong project cho chúng ta. Chúng ta sẽ cùng mở project ở bên trong Visual Studio Code để tiếp tục code. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở file app.component.ts và cài đặt lại. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo một biến kiểu string là tên mới. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo một mảng tên là checklist. Item đầu tiên có tên là sữa và hoàn thành là fail. Item thứ hai là trứng và hoàn thành là true. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo hàm thêm. Chúng ta sẽ đẩy vào trong checklist của chúng ta có tên là biến tên mới và hoàn thành mặc định sẽ là fail. Và chúng ta sẽ set tên mới về bằng rỗng. Tiếp đến chúng ta sẽ thêm một hàm hàm chọn có tham số là dòng kiểu là any, vì ở đây chúng ta không thể khai báo kiểu là kiểu đối tượng nên chúng ta sẽ để là any. Trong hàm này thì chúng ta sẽ set độ hoàn thành của dòng bằng ngược lại độ hoàn thành của dòng hiện tại, tức là khi hoàn thành ta nhấn vào thì sẽ thành chưa hoàn thành và chưa hoàn thành thì sẽ thành hoàn thành. Tiếp đến là hàm xóa, chúng ta sẽ truyền tham số dòng vào đây. Chúng ta sẽ lấy chỉ mục bằng chỉ mục của dòng, nhấn nút xóa. Sau đấy thì chúng ta sẽ xóa phần phần tử đấy đi. Hàm supply này có nghĩa là chúng ta sẽ xóa ở vị trí chỉ mục và xóa một item. Ok, tôi sẽ lưu lại file này lại. Tiếp đến thì chúng ta sẽ vào app.module.ts để khai báo thư viện. Đây chúng ta sẽ khai báo thư viện form module. Vì chúng ta sẽ sử dụng ràng buộc dữ liệu hai chiều nên cần khai báo thư viện này. Cuối cùng chúng ta sẽ đi đến app.component.html. Chúng ta sẽ xóa code cũ đi. Và chúng ta sẽ thêm một đoạn code mới như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo một thẻ H1. Bên trong là checklist, chính là tên app của chúng ta. Tiếp đến thì chúng ta sẽ khai báo form và có sự kiện submit, chính là gọi hàm thêm ở trong file backend ở phía dưới. Trong form thì chúng ta sẽ có một input có dạng là text và để nhập tên của dòng mới vào đây. Chúng ta sẽ sử dụng ràng buộc dữ liệu hai chiều, chính là ngoặc vuông hoặc tròn ngbattle bằng tên mới. Tên mới chính là cái biến này chúng ta đã khai báo, mặc định sẽ là rỗng.
Tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm một button kiểu là submit. Và tôi sẽ khai tháo thêm class ở đây. Để sau này chúng ta có thể thêm bootstrap vào để cho thêm sinh động. Cuối cùng chúng ta sẽ đóng form. Form này nếu chúng ta enter thì cũng sẽ gọi hàm thêm. Enter trong form sẽ là submit. Tiếp đến thì chúng ta sẽ khai báo một list UL rồi đến LI. Chúng ta sẽ dùng cấu trúc ng4 để gọi ra tất cả các dòng của checklist. Trong dòng mỗi dòng thì chúng ta sẽ để một input dưới dạng checkbox và gọi sự kiện chọn dòng. Và chúng ta sẽ kiểm tra độ hoàn thành của dòng đấy. Nếu mà đã hoàn thành thì check cực sẽ bằng true và sẽ hiện dấu tích. Tiếp đến thì chúng ta sẽ hiển thị một span có cỡ class là hoàn thành, độ hoàn thành của dòng. Và ở bên trong span thì chúng ta sẽ gọi tên của dòng. Và cuối cùng chúng ta sẽ tạo một button gọi đến hàm xóa ở phía dưới backend. Chúng ta sẽ đóng thẻ list và thẻ UL. Ôi, xin lỗi các bạn. Vậy là chúng ta đã viết code cho giao diện xong. Chúng ta hãy cùng CD vào trong Mosaic. Và chạy Mosaic lên. Chúng ta sẽ có lệnh ng serve trừ trừ open. Cái trừ trừ open sẽ mở lên luôn trình duyệt mặc định của chúng ta. Như vậy là bộ sách của chúng ta đã hiện lên rồi. Đây các bạn có thể thấy trứng tích vào này sẽ không phải là chọn trứng nữa. Ví dụ chúng ta đã mua sữa rồi, đi siêu thị chúng ta mua sữa rồi và tích vào đây. Chúng ta có thể nhập thêm vào đồ ở đây là mì tôm chẳng hạn. Tôi sẽ bật việt kia lên. Mì tôm. Chúng ta nhấn nút thêm. Sẽ có item phía dưới. Trời ơi, cái Này. quê Chúng ta sẽ phải set lại. Sau khi thêm rồi sẽ set bằng rỗng mà chưa được. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Ok các bạn, tôi đã tìm ra được lỗi. Tôi đã thiếu name ở đây. Chúng ta đặt name bằng tên mới. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại chương trình của chúng ta. Đây, tôi sẽ thêm mì tôm vào đây. Thêm, ok, đã hiện chữ mì tôm vào đây rồi. Và tag của chúng ta cũng tự động xóa đi rồi. Các bạn có thể thấy ở đây, git chấm tên mới đây. Thì chúng ta dùng ràng buộc 2 triệu thì chúng ta phải đặt name như vậy. Tiếp theo để cho app của chúng ta thêm sinh động thì chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa CSS. Ta sẽ chỉnh sửa list, chúng ta sẽ cho style bằng 5 và cho margin bắt tầm bằng 10 pixel. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cấu hình giao diện cho class hoàn thành. Class hoàn thành của chúng ta sẽ có dấu gạch ngang ở giữa text và màu sẽ là màu xám. Ok, chúng ta sẽ cùng kiểm tra thay đổi mới của chúng ta. Đây các bạn có thể thấy là cái nào mà đã mua rồi nó sẽ gạch chéo luôn. Dù bạn đã mua trứng rồi, đã mua sữa rồi, ok. Chưa mua thì tích lại. Ok, như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học khoa học tiếp theo.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.